Dạ, đây là một cách thức để mình có thể tiết kiệm được một số cái nước để mình rửa, nó gọi là nước Corporator System Cleaner hay là Fuel Injector Cleaner. Đây là cái lọ mình đã dùng xong rồi, nhưng cái thời đó đó thì cái hãng Toyota họ contract với lại cái người này đó, thì có một số bạn họ dùng được cái lọ này, họ đổ vào trong cái bình 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 xăng. Nhưng cái này thì cái oxygen sensor safe, nhưng cái này đó thì mình không có dùng được, thì họ sẽ thải qua. Thì có một cách là mình mở cái này ra, mình lấy cái kềm này, mình cậy nó ra cho tới khi nào mà nó bong cái seal ra thì nó mới xì ra rồi, nó mới xì ra rồi. Rồi mình lấy cái nước của nó, mình đổ vô đây lại để mình giữ lại. Thì nó đây có một cái loại nữa là khi mà ta không có dùng đến nữa đó, thì người ta bỏ đi, thì mình phải lấy cái nước này ra, lấy cái nước trong đây ra. Thì cái này gọi là fuel injection cleaner, oxygen sensor safe, extremely flammable. Thì cái flammable thì cái loại này là mình có thể rửa rửa nhớt 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 mà nó dính ở trong cái cao su, hay là rửa tay, hay là rửa cái gì đó cho nó ra khỏi cái nhớt đen đen đó. Thì đây nó gọi là vacuum flush, cho cái valve, ok, cho cái valve. Thì mình lấy cái nước ở trong đây, lấy cái nước ở trong đây. Bây giờ bây giờ mình đổ nó ra, bây giờ mình đổ nó ra thử có nó ra hay không nha. Nó không có ra nhiều lắm, nó ra một chút chút đó, nó ra nhỏ nhỏ giọt đó. Thì ở trong đây nó đã ra hết hơi rồi, cái hơi của nó vẫn xì ha, nó xì. Bây giờ nó nhỏ giọt xuống, ok. Thì đây đây là một cách thức để mình lấy cái nước nó ra. Bây giờ cái hơi nó vẫn còn ở trong đó, nên nó cứ phun phun ra ha, mình thấy nó phun ra, ok. Thì nó phun ra thì cái điện thoại này nó rất là rõ, mình thấy nó phun là có hơi trong đó, ok. Thì đây là một cái thùng nó dính, có thể dính dầu nhớt nhiều như là mình thấy đây, thì nó dính dầu nhớt nhiều. Thì mình lấy cái dẻ như vậy, mình thấm nó vô, mình lau nó đi ha. Đó là một cách thức, mình lau nó đi cho nó đi bớt đi, ok. Nếu mà mình muốn dùng rồi xong mình lấy cái xà bông, thì cái xà bông ở trong đây nó có, thì mình dùng xong mình đựng nước mưa, đựng nước cho cái ao á, thì cho nó lấy cho nó bóc hết cái chemical đi, thì mình có thể trồng trồng rau, hoặc là trồng trồng bông được. Nếu mà mình không muốn thích ăn rau thì mình sợ mình trồng bông. Dạ, như đây đó thì mình phải mài cái này đi, lấy cái lấy là mài đi. Thì cái này là phía ngoài, thì mình trồng trên nền xi măng cũng được. Như đây mình rửa xong thì nó sẽ sạch như thế này, ok. Nhưng mình sẽ nghiên cứu là nó như thế này, là mình lo cái sơn nó đi, thì nó sẽ đi ha. Dạ, đây là một cái mà mình vừa mới mở xong lúc nãy đây này. Bây giờ giữa cái này với cái này ha, bây giờ mình qua bên này ha, mình thấy cái này nó dài như vậy, thì nó dài xuống tới dưới đất này, nhưng mà cái hơi của nó đã đi hết rồi. Thì cái nước nó còn đọng ở dưới này khoảng chừng cỡ này nè đó. Cái này là brick brick pot cleaner, ok. Thì cái này mua ngoài Walmart thì nó cũng rẻ thôi, tại vì nếu mình rửa thì mình không cần phải mua cái mắc tiền lắm. Như cái này thì lại mắc tiền, cái này thì mắc tiền nha, cái này mắc tiền. Thì cái loại này đó thì mình sẽ tiếp tục mở ra, thì trong đây nó có một cái rubber seal. Thì ở đây thì cái này thì nó lại không có cái rubber seal, nó rẻ nên nó không có rubber seal, nó chỉ có seal xuống thôi. Thì đặc biệt cái là nó họ làm á, họ làm thì mình không biết rằng là nó mình đang là nghiên cứu, nó bằng bằng cái di lông. Đây là cái di lông này, cái di lông này là lúc là siêu luôn, cái cũng là siêu luôn cái di lông. Thì cái này nó xài bằng cái plastic di lông,
Còn cái chân này thì nó xài bằng rubber, rubber seal ha. Ok, vậy thì được rồi. Thì đó là một cách thức để mình có thể tiết kiệm được. Dạ đây mình đã mở nó xong rồi. Đây là mình mở bằng cái này, nó có một cái kềm nó to hơn chút xíu, nhưng mà mình dùng cái này cũng được. Mình muốn dùng cái kềm nhỏ để mình chỉ cho bạn rằng là mình có thể làm được như vậy. Đây nó khi mà mình chỉ cách đó thì có nhiều người họ thuận bằng tay trái, thuận tay trái thì mình làm thì nhiều khi mình nói đến cái cách đó thì cách thức thì nếu mình thuận tay trái thì mình làm tay trái, có người họ không có thuận được như vậy thì họ bỏ chứ thôi anh ơi, tôi không có làm được, thì không làm được thì mình làm cho họ vậy. Ok, tại vì họ làm không được thì mình làm cho họ. Thì đây một cái ống nó hơi khác với nhau, mình thấy nó khác không? Một cái thì dài hơn. Thì bây giờ mình đổ nó vào đây, mình đổ nó vào đây nha. Đổ vào đây để mình có cái nắp. Đây là nó ok, mình đổ thì nó hơi trào ra ngoài chút xíu. Thì đó là bây giờ mình đổ bằng tay trái không? Thuận bằng tay trái. Không phải là mình thuận tay trái đâu, nhưng mà mình muốn dùng hai tay á. Thay tay phải và tay trái mình có thể đạp đạp chân thắng vào tay cha chân trái hoặc là chân phải. Thì bây giờ hết, thì khi mình giục cái này đi mình cũng phải mở cái này ra, mình phải mở ra để mình giục thùng rác. Không có thì khi mà rác họ họ bóp vô, họ compress, họ press vô mở nó, thì khi mà mình bán cái sắt nhỏ vụn này thì họ cũng không có nhận đâu, là bởi vì nó ép vô nó có thể bị nổ nổ, và bởi vì trong đấy nó có một cái chất liquid fluid thì extremely flame, mình mà thở vô mình cũng bị mình hít cái này vô mình cũng bị ảnh hưởng về phổi á. Nên vậy thì xin chúc bạn bình an nhé, cảm ơn các bạn đã coi, chào các bạn.